Over time, he began to see, he figured out he could understand the process. Okay, that's what he's trying to tell you. And thầy nói là tại vì cái kinh nghiệm lần đầu vào bị nằm bệnh cái khủng hoảng tinh thần nó trầm trọng như vậy là phải nằm bệnh viện 2 tuần đó, thầy bắt đầu nhận ra được là cái diễn tiến nó ra sao, thầy có thể nhận được nó bắt đầu nó vào thế ra sao, thầy nghĩ thầy hiểu được rồi đó. Thì sau thầy mới tưởng, sau thầy tưởng thầy hiểu được rồi, sau thầy mới được dạy rằng thiệt ra cái đó đó là một cái chiêu khác của nó. Nó cho mình nghĩ là mình có tự chủ, thiệt ra nó chỉ được phòng vệ, cũng giống như cái thành vậy. Just like you have a fortress, you have four entrances, okay, five entrances, okay, and you see one attack from one entrance, you think you figure it out, but actually now you put all your forces on one entrance and you neglecting the other entrances. Giống như cái thành quý vị có như vậy đó, có nhiều cái cổng thành mà bây giờ thấy được nó tấn công một lần, mình lần cái nó vào một cái cổng thành rồi, thành nghĩ là mình nghĩ nó sẽ tấn công lại cái chỗ đó, thằng thiệt không có hiểu rằng á là nó chỉ cho mình gọi là hư chiêu thôi, nó đang tấn công, nó sẽ tấn công chỗ khác, những cái cổng khác, cái tương tự như vậy đó. Yeah, and they tend to get progressively more kind of subtle. Like you figure out certain things, you say, oh, I'm not going to fall for that again. But then, because I've been through several rounds of this, then kind of another round, it gets much more convoluted and harder to detect. And then you catch it again, but then it starts to becomes more tricky. Thành là cứ tưởng là mình hiểu rồi, không ngờ đó, nó thay, nó chiều, nó đổi thế. It's not just that's the nature of confusion. It's not the mental illness. In fact, khi nói cho quý vị biết sự thật, cái đó không phải thiệt là cái bệnh, những người bệnh tâm bệnh không à? Thiệt đó là cái đặc tính của cái vô minh của mình. It's the nature of your ignorance. Okay, you feel that you have a good grasp on your problems, and it's only to find out that you really don't. By the time you realize that you don't, you're in trouble already. Okay, thành ra cái vị nghĩ mình cứ tưởng rằng á trong cuộc đời mình có cái tự chủ thì ngay người bình thường, it's not just for mentally ill people with mental illness, but normal people the same exact thing. Okay, it's just the nature of your affliction is different, but it's the same process of the ignorance, the manifestation of our ignorance. We become overconfident. Cái bản tính của cái vô minh của mình là mình nghĩ mình hiểu. Understand that? The reason you have been revolving in the wheel reincarnation, you've been, you know, recycling through the wheel reincarnation, because every single time you come here, okay, you go through life, and then at some point in time, through your suffering, through your success, you figure out that, oh, I got it made. I know how to do it now. And that's exactly the nature of your ignorance. That's what entraps you when you die. Và mình qua cái cuộc sống của mình, mình luân hồi này, xong mỗi lần mình sinh vào cõi người này chẳng hạn, thì mình qua những cái sự thành công, cái thất bại trong cuộc đời mình, xong mình nghĩ rằng, sau mình lớn tuổi rồi, mình nghĩ rằng, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu làm sao để mà tôi làm sao mà tôi có được cái, tôi hiểu được cái sự hiểu, tôi đạt cái tự chủ của tôi rồi. For instance, okay, I speak from a Westerner perspective, nói về cái người Tây phương. The Westerners, American dream is to work and save for retirements when we're old enough, we have enough to be financially independent. Yes, that's what we all try to do. Giống như cuộc đời cái xã hội xứ Mỹ này á, ai cũng làm lụng rất là cực khổ để dành tiền, đầu tư này nọ, mua nhà, mua cửa, mua xe,
mua con, mua cái, mua vợ, mua chồng. Rồi xong rồi mình đi dành tiền, xong rồi mình về được hưu trí rồi nọ, xong rồi nó, bây giờ tôi là tôi có sự an toàn rồi, an toàn cái về cái tiền bạc của tôi rồi. And little you know that quite a few of them find out that as they after retirement they get some kind of mental, you know, sometimes severe illness that wipes out their life savings. Okay. Rồi họ mới khám phá, cũng phải một số ít người là khám phá ra là sau khi ta về hưu ra, ta nghĩ đầy đủ đời tiền để mà sống rồi. Họ khám phá ra có một cái bệnh mà nặng dễ sợ lắm. Mà bao nhiêu bảo hiểm sức khỏe nó bỏ bát mình luôn nữa. Tới cái hết cái lứt mức của nó rồi. Không, bây giờ mình bỏ tài sản ra mà trả cái để mua cái thuốc men. Cuối cùng mình tiêu hết luôn. Okay. And I saw some stories of some successful entrepreneurs or multimillionaire decided to retire and they got sick and it wiped out the savings in no time. So that's a nature, the same exact thing that's in the analogy of our recycling in the wheel reincarnation. We feel we're in control, okay? You, for example, the people who recite the Buddha's name, như Phật giáo mà có nhóm tu là tu niệm Phật chẳng hạn, and they tell each other, we have a great teacher, and with the way we practice, for sure we're going to go to Pure Land. Thì những cái nhóm tịnh độ nó cười lắm, nó đông dễ sợ khắp cái thế giới này, đông dễ sợ. Nó nói là sư phụ mình giỏi, dễ sợ nổi tiếng, dễ sợ người đạo đức, ông này rất đạo đức. He's very good monk. No two ways about it. Thành mới nói với nhau, nói là chắc chắn theo pháp môn này là gì đó, chúng tôi tu every weekend we get together and we practice, mỗi cuối tuần tôi tới tu chung với nhau rồi, and we go for long recitation for chi and everything, weeks and so on, and so we for sure we're gonna go attain rebirth to the Pure Land, and that's the nature, the ignorance, and that's what makes them recycle in the wheel reincarnation. Chắc chắn rằng nói với nhau, chắc chắn mình tu như vậy, mình tu tinh tấn như vậy, mình ngày đêm mình tu mình niệm Phật, ngày đêm mình, you know, mình cuối tuần mình tới mình tu mình kinh, mình niệm Phật, mình tụng kinh này nọ cả đời mình luôn, mình hy sinh hết tất cả, chắc chắn mình vãng sanh rồi. Okay. Cái đó là cái vô minh của cái pháp đó. It's the nature of your ignorance that you become overconfident. Cái vô minh đó, nó lộ ra bằng cách đó là quý vị quá tự tin. That's when the same exact manifestation in Master Xianqie, he felt he's confident, he knows how to recognize the attack, how they attack, how to better defend himself. That's when they attack him differently. Every single time, every single lifetime, that's what happens. Thành mỗi như ông thầy ông nói là tôi quan sát, tôi suy nghĩ ra rồi, tôi tính là tôi nghĩ, tôi hiểu cái bệnh nó tới tôi cách nào, tấn công tôi cách nào, giờ tôi có cách để tôi kháng cự nó lại rồi. Thì chính vì cái tự tin như vậy đó, là bắt đầu nó giật dây phía cá, nó chuyển hướng, nó đánh từ bên kia qua. And that's, cái đó là cái bản tính của cái vô minh đó. So it's no different between, you know, his example versus our ignorance. It's the same exact process. Nó y chóc như vậy thôi, không khác nhau gì hết. You believe that? Cái vị tin không tin? And so for example, you know, the Westerners, you know, they say, let's say I'm sick and I have a terminal ill disease, and they have, có người Tây phương nói tôi bị bệnh cái này chữa không được nữa rồi. Okay? And the doctor says, you know, I have so many years to live. Bác sĩ nói tôi có bao nhiêu năm thì còn sống nữa thôi. And therefore, I might as well make the best out of it. Mình sống cuộc đời mà theo cái tốt nhất mình có thể sống được. Okay? And they said, there's nothing else I can do. Không có gì mình khác. And because of that, that's a very nature of ignorance. Okay? Cái đó là cái vô minh. You become a victim and you cycle through the wheel of reincarnation again. Vì cái tự tin đó sẽ luân hồi tiếp. See? Yes. Yes. This person has a lot of money. Yes. And the money, like, if you have two kids,
Yes. And one is a teenager, one is in college. Yes. But then he's going to die. But he's saving the money, want to give for the kid. But the money right now is somebody's holding it for him. Right. A yeah, trust fund, yes. Yeah, this fund is his parent holding for him. Yes. Can his parent, this person is his son, he's ill, he's going to die. The son is ill. He's going to... I'm sorry? He has his own kid. Okay. But he gives the money like for his mom. So this person is terminally ill, mm-hmm. and gives the money to his son. Okay? He has to give it, he has a will, that he's going to give it to the kid, for example. Right. But the thing is, the mom is holding his money. Right. Right. Uh-huh. That's the nature of ignorance again, you see? Because you're so sure you know everything. Yeah. That's why you become a victim. They attack you and you don't know. Mm-hmm. Okay? So what can... My question is like, let's say that the mom has the money. Like for me, when I hear the story, it's like, you should, because I know like there's temple out there that do something like for people who like, The question here, oh my God, the question here is about, I wish he asked about go build a hospital or something. My God, you're so blunt about these questions. And, it puts Master Xianqie in a spot. The question she has is that this person is terminally ill, and as most people, they said, I'm going to will everything I have to my son, for example. And the question she has is that, is it okay to, and the son clearly wants his money. The question is whether it's okay to divert some of the money to do some charity work or some whatever worthwhile projects that she feels she should do. It's a personal decision, it's a good thing that the son is getting all the money. Clearly, from a Buddhist perspective, she owes him. Okay. Tại nói kể cái chuyện như vậy thì cái người ta bệnh nặng lắm gọi là vô phương cứu chữa rồi mà muốn để tiền lại cho ông chứa đứa con trai thì cái chuyện đó chuyện thông thường, mình thương con mình lo cho con là đúng. Thầy một câu hỏi là nếu mình có thể dành để một số tiền đó để dành số tiền lấy ra một số tiền đó làm chuyện từ thiện, làm chuyện mình giúp xã hội, giúp đời này nọ thì nó có thể làm được là không? Thầy trả lời rằng thứ nhất á là cái chuyện thông thường lắm là ai cũng muốn thương con, muốn đưa tài sản cho con cho đời sau là chuyện thông thường. Nhưng đều cái trường hợp này á là theo cái phương diện Phật giáo là chứng minh rằng á là cái người mẹ này, người cha này nợ người con, thành đưa hết của cải cho nó là chuyện tốt. Mình trả nợ thôi. It's a good thing from Buddhist perspective. You owe your son, therefore you give him money. Okay, it's a good thing. Thành ra như vậy mình trả là chuyện tốt. Okay, and if you don't owe him from Buddhist perspective, doesn't matter. Now the son owes you. Now next lifetime he has to come and look for you and pay you back. Ngược lại, nếu trường hợp mà không nợ, mình cho nó nhiều quá đó, thì nó trở thành nó nợ mình. Thì kiếp sau nó phải kiếm mình, nó trả mình lại. So it doesn't matter. In from the Buddhist perspective, when you give, you never lose. Okay? Thành nói về cái phương diện, cái lý thuyết Phật giáo mình á, khi mình cho, bất cứ cho ai, whether you give to your son, you give to your daughter, you give to Sean, you give to a hospital,
you never lose. Mình bố thí, mình cho không bao giờ mình thiệt thòi, không bao giờ, never. Okay? So that's why we encourage people to give. Thành như tôi chủ trương là khuyến khích người ta nên bố thí. All right? Now, the second part of the question is whether it's a good thing to do, what's a good approach, right? Câu hỏi nhì á, là cái phần thứ nhì là cái sự thăng bằng ở chỗ nào. If you believe in what I just said, the law of cause and effect, thì nếu thầy nói về cái chuyện, cái vị tin, cái lời thầy nói đó là về cái nhân quả đó, mình cho đó. When you give, you never lose. Mình bố thí, mình không bao giờ thiệt thòi. Right? So definitely, I would give. You know, thầy nói, đối với thầy, thầy cho. Okay, I would give. Okay, so I would use some kind of balance. How much money you need? My friend said he feels that he's going to give his children maybe $2 to $5 million to live, so they don't have to worry about money. Bạn thầy á, có tiền có của cải. Ông nói với thầy là tôi bây giờ tôi dự tính đó, cho con của tôi đó, mỗi đứa đó từ 2 triệu đến 5 triệu. Là nó đủ tiền để mà sống rồi. And so that, you know, or Warren Buffett, you know, hoặc là ông Buffett, he gave his children money, $1-2 billion in a trust, you know, in a foundation. Còn ông Buffett ông cho con cháu, con của ông, ba đứa con của ông, một đứa 1-2 tỷ bạc để nó làm chuyện từ thiện. So that they do charity work, so they don't have to worry about money, they can pursue their ideal and do things that they like to do. Ông thương con nó, bây giờ tôi cho con số tiền như vậy để nó đủ tiền, nó không cần lo chuyện tiền bạc, nó chỉ cần lo theo cái sự đam mê, nó thích làm gì nó làm đấy thôi, không cần lo tiền nữa. Hy vọng nó có cái lý tưởng nó đi giúp đời. And that's what they all did, by the way. Now they all are doing charity work, they all doing great things for the community. It's wonderful. Thành ông cho thì mấy đứa con thiệt sự họ đi làm cái chuyện rất là tốt trong xã hội. So it's a great thing. Okay. So how do you give? If you give, you might as well learn how to give properly. Nếu quý vị bố thí thì nên bố thí một cách khôn ngoan. Okay. If you give to your children, or you give to someone else, there should be a balance in my mind. Thì đối với thầy nó có một cái sự thăng bằng ở trong. You should provide, we as parents should provide for our children so that they don't have to worry about money. Đối với thầy, cha mẹ, bậc cha mẹ, mình nên cho con cái mình đủ tiền để mà nó không lo chuyện tiền bạc. To me, it's reasonable. Người thế gian nên làm như vậy, cái pháp thế gian như vậy. This is the worldly dharma. It's, to me, I find it acceptable. Okay? Đối với thầy cái đó, thầy đồng ý chuyện đó. Okay. However, if you give out more than that, then you begin to probably cause problems for your children. Ngược lại, khi mà quý vị cho họ nhiều hơn là nó cần đó, thì bắt đầu nó có thể có vấn đề. Okay. So you need to separate what is needed versus what he aspires to do. Thành đối với thầy thì chia ra cái phần là nó cần có bao nhiêu và nó thích làm cái gì. All right, and so that's what I would do. I would say, you know, I would say that there's only a certain amount you need. You know, I hear people retiring at the age of 40 after saving $2 million or less than $1 million. Thầy nghe người ta nói tới về hưu sau ta để dành được 2 triệu hoặc là dưới 2 triệu, 1 triệu, 2 triệu ta về hưu được rồi, mới 40 tuổi đã về hưu rồi. They, at the age of 40, they retire. Or some people, they work 20 years in the police or something, and they have their own retirement. So that's fine, okay? But to me, life is not about money. Để đối với thầy, tiền là không phải chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời. You got to do something with your life. That's so much more important to me. Sống phải làm cái gì để có ý nghĩa của cuộc sống của mình. If not, you are simply wasting your life.
Nếu không mình chỉ là cái cục thịt thôi, như con heo, it's just no different than and you feeding a parrot or you feeding your dog, you feeding your pet pig, okay? Until they die. That's all you do. Hơn như cái nó khác gì là mình nuôi con chó, mình cho nó ăn mỗi ngày đầy đủ xong tới khi nó chết thôi. It's no different to me. If that's all you do for your children. Yeah. And to me, it's much more important than leaving money is to teach your children what to do with their lives. Đối với thầy quan trọng nhất á, cuộc sống á, là dạy con cái mình á, làm sao tìm cái ý nghĩa trong cuộc sống. What do you do with your life? Cuộc sống để làm cái gì? Okay. And the idea we're promoting is you live in order to help others. Cuộc sống chúng tôi á, đề nghị là mình sống để giúp người khác. Help others. If you find yourself more willing to help others, you tend to be happier. Nếu như cái tâm quý vị mà sẵn sàng muốn giúp người khác đấy, okay, thì cái cuộc sống quý vị nó có hạnh phúc hơn. I believe that. I really believe that. Thầy hoàn toàn thầy tin cuộc đó, cái ý nghĩa đó đó. Okay. And actually, the more you spend your life on helping others, I really believe the happier you are. Và thầy tin rằng, thầy thường thường thầy hoàn toàn tin rằng, nếu quý vị mà càng bỏ nhiều cái tâm huyết của mình để giúp người khác hơn trong cuộc đời của mình đó, thì cái hạnh phúc mình nó lớn hơn nữa. Okay? I spent 20 years about this process. Trong nghề này, thầy trong làm cái người thầy tu đã 20 năm rồi. I spent over 20 years and I came to that conclusion. Thầy bỏ 20 năm, thầy thấy cái đó được. I'm beginning to see it now. So to me, I will address two issues. Number one, you love your son. This person loves her son. I hope that or his son, I hope that he will teach his son about the meaning of life and say, you know, I believe you, I'll take care of you, and I want you, I hope that you is an important son to, you know, to have a purpose in life, to do something in our lives, okay? It's more to life than just making money and be comfortable. Thầy muốn thầy con trọng đầu tiên, thầy muốn đề nghị cái ông này, cái cô này, cái người này dạy con mình á. Trong cuộc sống mình á, có nhiều cái quan trọng hơn là chỉ là sống ăn no đầy đủ thôi. Mình nên có một cái ý nghĩa trong cuộc sống bằng cách giúp người khác. Okay. I've seen so many rich people, successful business executive. Thầy gặp biết bao nhiêu, thấy nhiều người giàu hơn mình nhiều lắm, thành công lớn dễ sợ. And they turn to philanthropy because they feel happier. Những cái người mà thành công trong xã hội này á, xứ Mỹ này, trong cái thế giới này nữa, họ thành công dễ giàu dễ sợ lắm. Khi họ giàu rồi, họ bắt đầu làm chuyện từ thiện thì họ cảm thấy họ sung sướng hơn. You ask them, they are happier. Remember, they are very successful, they are very smart. They don't do this, they don't do philanthropy unless it works for them. Thì những cái người này, người thành công trong xã hội, thành công rất là lớn lao, làm rất là nhiều tiền. Mà tại sao họ làm chuyện từ thiện? Tại họ làm từ thiện, họ thấy nó có sự thành công lớn hơn cái chuyện kia, nó có ý nghĩa hơn. So I submit to you that you know, from a world perspective, it pays to help others, okay, as well. Okay, so it's a good thing to teach your son, and then how do you teach your son? Làm sao dạy đứa con? By yourself doing it, bằng cách mình làm. Don't wait for him to do it. Đừng có bắt nó làm. Because he says, I give you enough money to take care of your life, to buy your health insurance, so on. Okay. Thì cha đã để cho con đủ tiền để con lo, con đủ sống cho tới cuộc đời con rồi. Trả tiền bảo hiểm, rồi mua xe, mua cổ, rồi mua vợ, rồi mua con. You know, you for this money, you can buy a wife. You know, maybe two. And a nice red Ferrari, and so on. You know. What's wrong with it? Two red Ferraris? Absolutely. One for you and one for your beloved wife? Yes, absolutely. Then mình cho đầy đủ. And I said, you know, beyond that, okay,
I would like you to also consider doing charity work, you know, get an education, all those things, do charity work, you know, part of it. And maybe in my memory, như khi nói là nhiều khi dạy nó khéo cách là con nên làm chuyện từ thiện và để lại cái tên của cha mẹ, ok? Để lưu lại cái tên tốt cho cha mẹ của con, tổ tiên của con, dòng họ của con, ok? Là chuyện nào. And then I would start doing that myself. I said, I'm going to show you now, okay? Thầy cái bước thứ ba thì nói mình thúc đầu mình tự ý mình làm luôn nữa, okay? Instead of waiting for the son to do it, you help him get started, and then you see the difference. He sees the difference himself. Thì mình bắt đầu làm thì lúc đó mình thấy đứa con nó thay đổi. He'll become a better person. He'll become a better boy. Thì lúc đó cái thầy nói trước cái vị làm được như vậy, đứa con cái vị nó sẽ hưởng cái phước đó và nó sẽ trở thành có hạnh phúc hơn nhiều. So what I'm telling you is a very subtle way to teach your children and to give your children blessings. Thầy mới chỉ phương pháp đó những người giàu đó là nên cái khéo léo để mình dạy con cái mình, hướng dẫn cuộc đời con cái mình ra và tạo phước cho nó. Okay? Because ultimately, if you leave only money to the children, thì thật nếu cái vị trí để tiền thôi đó, okay, it's probably not as good as leaving blessings. Thì nếu cái vị cho tiền không đủ, mà tốt hơn là cho cái phước. Why is that? Tại sao như vậy? From a Buddhist perspective, đối với phương diện Phật giáo mình, okay, the money you have to spend this lifetime, cái tiền này á, that's a problem with this parent, with all this money that he makes, now he has to spend it because he can't take it with him. Clearly right there. Thì chứng minh rõ ràng cái người cha này, người mẹ này á, là có bao nhiêu tiền đó, lúc chết đâu có đem đi được đâu. Okay? Whereas if they do charity work, then they leave a name behind. Ngược lại mình làm chuyện từ thiện, thì cái danh tiếng mà còn lại. You build a church, cái vị xây một cái nhà thờ, the church is still there. And with the wing says, you know, great donor, for this Presbyterian church. Đó, cái người này là cái người mà thí chủ đã cho xây cái nhà thờ này của lưu lại cho hậu thế. Okay? It's right there. The name is right there. For decades, centuries. And more than that, not only are you doing something good for the greater community, okay, không phải riêng mà làm chuyện mà giúp cái cộng đồng, giúp xã hội không mà. In fact, when you do that, when the people build churches, những cái người mà xây nhà thờ, the people who build hospitals, những người mà xây nhà thương, the people who spend money to sponsor a temple in India that's feeding 10,000 hungry people a day, những cái người mà có tâm từ thiện mà nói là tôi gửi tiền qua cái đạo tràng người Ấn Độ đó, bên Ấn Độ đó, Ấn Độ giáo đó, mà mỗi ngày họ đang nuôi 1,000 người đang đói. There's reported on the internet. You know, there's a temple in India that's feeding 10,000 hungry people a day. I'm sorry, 1,000 hungry people a day. Okay. When you do those things, you are creating blessings. Quý vị làm như vậy, quý vị đang tạo phước. And those blessings go both, in this case, to you and your child. Và khi quý vị tạo phước như vậy, cái phước này nó vừa tới cùng hai người luôn, và cá nhân quý vị và con của quý vị. Both of them benefit. Hai bên đều lợi hết. Mẹ, cha và con đều lợi hết. Same benefit. Cái lợi ích chấp như nhau. Whereas you give it to him, and he does it himself, okay? Then he gets a benefit, you don't get a benefit. Ngược lại, cái mà cho nó mà để nó tự làm á, thì cái việc không được hưởng gì cái lợi đó hết. So the point I'm trying to make is that the blessings you generating right there,
make you a better person. Thứ nhất làm chuyện từ thiện tạo phước làm khiến con người quý vị là con người tốt hơn. We all agree that if you become generous, you give generously, you become a better person. Những cái người mà bố thí một cách rộng lượng đó trở thành con người tốt hơn. Cái tâm mình nó tốt hơn. And you become a better person. There's no two ways about it. And at the same time, from Buddhist perspective, hơn nữa, okay, you generating blessing, quý vị tạo cái phước này, you can carry lifetime after lifetime. You creating savings for your future. Thành quý vị làm những chuyện từ thiện, làm chuyện tốt này đó, là quý vị đang tạo cái phước mà quý vị có thể đem theo đời đời kiếp kiếp cho tới khi mình dùng nó, until you use it. Does it help? Any questions about that? Có ai thắc mắc về chuyện này không? And that to me, that's what's the worldly people lack in knowledge. Cái này là về cái thế gian pháp, người ta thiếu cái sự hiểu biết này. The people only see this lifetime. Người ta chỉ thấy cái cuộc đời này thôi. They don't see beyond. Họ không thấy hơn nữa. It's because not only because no one ever taught them. Đó là tại vì chưa ai dạy họ. Okay. And you know the funny thing. I talked to a Catholic priest, ex-Catholic priest in training. Hồi trước thầy nói chuyện một cái ông trước đã làm học ông cha. He was in training to become a father. Đang học. And he became disenchanted. Ông học, he was in training for 6 years. Học 6 năm trời. Okay. And he was doing real well. Very handsome devil. The guy, yes. But you want to show his picture? Hey, you have his picture or not? Not here? Yeah, go get it. I want him to pass him a picture. This is a real handsome devil. And he was so I don't know how they recruited these handsome people. Then somehow họ chọn mấy người đẹp trai như được. I find it amazing. They find the priest to be so handsome. Ông cha mà đẹp trai vậy sao? Okay. And so he and they took very good care of him. Họ chương trình bên Thiên Chúa giáo họ giàu vậy sao? He says his training center in Camarillo is beautiful. It's like heavens. Đẹp như là cái cây cối rồi nhà cửa sáng trọng dễ sợ. And this is fantastic environment, he said, where you have this spiritual feeling where you like in the heavens and so cái chỗ nó đẹp giống như mình sống trong cái thiên đàng. Yes. So after 6 years of he's doing very well. 6 năm trời tu hành giỏi chứ. He got disenchanted. He quit. 6 năm trời tu đông. Yeah, pass. This is this handsome devil. Let me show an internet people first. See, this is a picture a long, long time ago. Look at this. Look at his face. You internet people. Handsome? Đẹp trai dễ sợ. What? Up. There you go. Is he handsome? Đẹp trai không? See? You tell me. Huh? Look at this. Here, pass it around, please. Okay, and he likes Yixin so much. He gave her his own picture. He said, "I like you to have this."
And the funny thing is that he says the reason he became disenchanted is because he feels that it's nonsense. Ông bất mãn tại vì dạy tâm bậy. Họ nghĩ là cái họ chủ trương sai. Họ everything is about making you feel guilty so that you give money to save you from falling into the hells. Bên kia, bên phía họ, bên Thiên Chúa giáo là họ chủ trương là họ nói quý vị phải lo xây chùa, mình xây nhà thờ này nọ để mà quý vị khỏi bị đọa địa ngục. Okay? The more money you give, the more chance you have in going into heaven. Thì nói quý vị càng cho nhiều tiền á, thì vị càng dễ lên thiên đàng. You believe it or not? Do you believe it or not? I think no. Peter believes that. You agree with that? Why? What proof do you have? That was my experience. Oh, you went to the heavens. Excellent. That was my experience here. Yeah. And it turns out, okay, don't laugh. Quý vị đừng có cười. Okay? It really works. Sự thật nó có hiệu quả. It really works. Because it's why? Tại sao có hiệu quả? Tại vì cái đó gọi là bố thí, you're giving. Mình bố thí, thành có cái phước để mà lên thiên đàng. When you give, you have heavenly blessings. That's the relates to it. Whether you're Buddhist or Catholic or Hindu or white or black or yellow, doesn't matter. You give, you have heavenly blessings. Quý vị thấy không? Cái pháp nó có hiệu quả tại sao như vậy? Là tại vì quý vị mà bố thí, mình cần biết bố thí ai? Bố thí cho người mồ côi, bố thí cho chùa, bố thí cho nhà thờ, bố thí cho ăn mày này nọ đó, là mình tạo phước từ từ động mình được lên thiên đàng. So it works. Don't laugh, don't knock them. Okay? I have no way of explaining this devil anyway. Yeah. So, but however, in that case, then the question is that depending on how you give, it affects the amount of blessings you generate. Ngược hơn nữa, cái Phật giáo mình in Buddhism we smarter. Chúng bên Phật giáo là có cái trí huệ hơn. Thì mình biết cách để mà bố thí để mình cái phước mình nó còn tăng hơn nữa. So in Buddhism we teach you. We advise we teach you about ways to practice giving that even maximizes your blessings even more. Why should we stop only going to heavens? Go higher. You know, is it better things than that? And chúng tôi chủ trương là có nhiều cái hay hơn nữa, không phải riêng là thiên đàng không, có nhiều chỗ nó còn tốt hơn nữa. Okay, like the pure line, như tịnh độ is much better than the heavens. Okay, or giving in order to become an arhat, là bố thí để mà trở thành một cái người A-la-hán, is even far better. Thì đắc quả là một cái đắc quả vị, một cái chuyện quý báu không thể tưởng tượng được. Okay, so that's the long answer to the short question. Đó là câu trả lời rất dài với câu hỏi rất là ngắn. All right. Master Xin Che, now it's back to you. Okay. I forgot which question we were answering there. I think, oh, yeah, so anyways, I guess I'll bring it back to the previous point, just to wrap up, that I guess in terms of my experience, although, you know, I still feel like I'm struggling with a lot of things in my cultivation, but they're kind of they're more or less the normal things that I need to be struggling with to cultivate, because it's not supposed to be easy to do this kind of cultivation. But I definitely feel fortunate that, you know, I'm not on any of the kind of heavy psych medications that the doctors have put me on years ago. And without, you know, those medications which are supposed to kind of keep me in control, I'm, you know, more or less normal by the standards of like where I could be or the trajectory I was on, where most people who deal with that kind of
those sort of psychotic states or hospitalizations, very easily, like I said, the problem gets worse, and I could see the patterns kind of, in a sense, setting me up for that to continue to repeat. Whereas, you know, I don't struggle with it on that level. I don't have those kind of issues. I feel, you know, very fortunate to just be able to be here and participate in this cultivation and, you know, do these kind of retreats. Whereas previously, like say the doctors that had, you know, seen me at that time basically said, well, you can't do that kind of, you know, sleep deprivation or intensive meditation because it's just gonna be too much for you. You can't handle it. So they pretty much just said, don't do any of that kind of cultivation. And, you know, plus here, take these pills for the rest of your life. Thì về trở về lại cái vấn đề của tôi thì tôi cảm thấy rất là may mắn ở chỗ là cuộc đời nó đổi rồi, ở chỗ là lúc trước thì ngày nào phải uống thuốc đầy bụng hết á, và mặc dù như vậy mà vẫn không thể thoát được, là nó sự kiềm chế của cái bệnh. Bây giờ không uống thuốc nữa mà làm việc nhiều hơn, mà ngủ ít hơn, như ngược lại lời bác sĩ nói, mà vẫn sống một cuộc đời có vẻ bình thường ở chỗ là nhất là chẳng hạn như có thể tham gia cái thiền thất, làm những chuyện khó khăn như vậy mà vẫn có thể làm được. Thành ra ông nghĩ ông rất là may mắn có được cái phước báo mà làm như vậy. Master Xianzhu says that when he first came to attend the Foqi, he shared the same room with Master Xianzhe. And in the morning, Master Xianzhe would gulp down a handful of pills. Hồi mà còn đi Phật thất, thiền thất mấy năm trước đó, thầy Hiền thì còn tại gia đó, ở chung phòng với thầy Hiền giới. Thì buổi sáng là ông này uống cả nắm thuốc luôn. Okay. Mà nắm thuốc này là uống cả đời luôn. And so this pill here, he's supposed to take the rest of his life. It doesn't do anything except control his mood. Cái thuốc đó là cái bác sĩ nó không chữa được bệnh. It doesn't fix the problem. Không thể nào chữa bệnh được. Nó chỉ kềm cái tinh thần thôi. It basically numbs his senses so that he cannot deviate beyond a certain range of emotions. Cái thuốc đó nó chỉ kềm hãm lại cái tâm tư ông này, thấy ông không thể này bị kẹp lại thôi, không được ra ngoài những cái cảm giác mạnh hơn. That's all the medication designed to do. You cannot fix mental illness through medication. Tâm bệnh không thể nào dùng thuốc mà chữa được. Okay? It's just not possible. Không thể nào chữa được. That's why there's job security of those of you who wish to go into the mental illness field. Thì những người muốn đi về làm nghề chữa tâm bệnh đó, nghề tâm bệnh đó, thì sẽ có việc làm đời đời, cả đời luôn. Don't have to worry about it. You have patience for life. Những bệnh nhân mà nó có cả đời, nó không cách nó lành được. The nice thing about these mentally ill patients, những cái người mà bệnh nhân mà có tâm bệnh này, là they don't die. Thường họ không chết. Okay, they go crazy, but they rarely die. Họ nổi khùng như này, họ không có chết. And they on medication their entire lives. Phải tới gặp quý vị để mà cho uống thuốc, thì xin cho thuốc. And they don't ever get better either. Họ cũng hết bệnh luôn nữa. So that's why job security, and việc làm lâu dài tốt lắm. Okay. I'm just joking. Come on, it's not that bad. Why did you choose Buddhism? Tại sao thầy Hiền giới chọn đi làm gì đó theo đạo Phật? I always found I had an affinity for Buddhism since I first encountered it in college.
Trước giờ có cái duyên với đạo Phật là từ đại học luôn. And I mean, because I have, you know, I sort of went through quite a lot of ups and downs, but throughout that time, I was Buddhism was helpful to me, even prior, you know, prior to me coming here through like the Zen practice. I still found it helpful to a certain level. It's just that it, at a certain point, it really wasn't able to handle certain states or certain situations. Cái hiểu biết của đạo Phật mà ông học từ đại học đó, nó giúp đỡ cho ông với cuộc sống. Nhưng đều tới mức nào đó thì cái sự hiểu biết nó bị hạn chế. It's only because your knowledge of Buddhism was limited, not because Buddhism is limited. Thầy nói là đó là tại vì cái hiểu biết về đạo Phật của ông nó bị hạn chế, chứ không phải đạo Phật nó hạn chế. But I first connected to Buddhism when sort of in college I got depressed, and in dealing with that first round of depression, I started to realize that, you know, a lot of this suffering is mind made, that I'm just creating it for myself, and start to see how you know, we have these attachments or these ideas that I've got in my head that I'm just creating out of, you know, creating the suffering when it's completely unnecessary. Theo cái giáo lý đạo Phật á, thì nói rằng á, là những cái khổ thấy cuộc sống mình nó khổ, cái khó khăn cuộc khổ sở cuộc đời mình á, là từ cái tâm mình nó tạo ra. Thầy thấy nó có lý, theo đó mà theo cái hướng đó mà tìm hiểu về cuộc đời. And so I was able to improve at certain points, improve by you know, recognizing that and being able to change some of my thought patterns or let go of certain attachments, maybe, or maybe just, you know, certain habits. But then when I encountered Buddhism right around that time and reading the teachings, and I just related to it and felt like it was saying similar things, but that it was a lot deeper and a lot more profound. And so I wanted to, you know, just explore further, and did a lot more reading at the time, and then also started looking for places I could meditate and start practicing. Sau rồi càng càng nghiên cứu thêm thì càng thấy nó có ý nghĩa, có càng tâm sâu hơn mình mới có thể hiểu. Thành ra càng càng thích thú đeo đuổi nghiên cứu đó. And throughout my, say, the 10 or more years before I came here, I always had the mind that I was searching. I was never quite satisfied with any of the places that I was at. So I was always looking for basically the good knowing advisor or the right teacher. Thì 10 năm trước khi mà tới chùa đó, tu mà cảm thấy là vẫn chưa được vừa ý với những cái người mà thầy dạy ông á, vẫn thấy gì thiếu thiếu ở trong á. Mới hiểu cái đó là cái tâm mà đi cầu thầy đó. But I somehow was never able to really settle down anywhere, even though I practiced, say, most in one particular Zen group. But I would still be going to, like, look at the Thai forest tradition, like Ajahn's tradition, the same tradition. I went to Thailand, or I went there in Escondido, above San Diego. There's a Thai forest monastery. So I would go there. I just kept going to different places because I just really wasn't quite satisfied that I found what I was looking for. Cứ đi kiếm hoài, kiếm theo truyền thống Nhật, Đại Hàn, rồi Thái Lan này nọ, vẫn chưa vừa ý. But I did have the connect. I had faith in Buddhism and in the Buddhist, you know, the Buddhist teachings, so that's why I continued to. All the places I looked at were within Buddhism. I just looked at different Buddhist teachers or different types of Buddhism to try to find the place where, you know, I could settle down and continue with my training. Yeah. I have a question. Buddhism is considered to be right. I read Master Yongma's book. I think there's two of them. I think Master Yongma mentioned about you when he first met you. And you said you've been practicing Zen for 10 years, and then I think it's eating, and then
adopted him, and then he came back. So mm-hmm. I don't know what the temple or what I forgot the story. But then you messed with it. You came back to the temple and you practiced for 3 months, and then your dhyana went up to like 3, because depending on what's the mind called. What was the experience like? Lúc mà theo cô này có đọc trong mấy cuốn sách mà thầy giảng đó, chú thích rồi mấy kinh thầy giảng đó có kể có chuyện như về thầy hiện giới. Là gặp thầy đang ăn trưa, gặp thầy tới nói chuyện, thầy khoe nó là tôi là sắp tới cái chùa của tôi, sư phụ tôi mà tôi tu Zen đã 10 năm rồi. Thầy trả lời ngay lập tức, thầy nói nếu ông tu 10 năm tại sao ông có định lực gì cho kỳ dữ vậy? À, xong thầy cũng biết sao duyên sao lò mò tới chùa Lưu Sơn Tự này học với thầy thì sau một thời gian có 3 tháng thì như lên có định lực, lên được thiệt ra phải tam thiền mà nhị thiền. It's actually second dhyana after 3 months. And so the question she has is, what is the question again? After the message responds to you that, what rendered? Yeah, what was your impression? What was, how did you feel? Khi mà thầy mà chọc quê ông là sao mà 10 năm ông có định lực thì cảm tưởng thầy ra sao? So yeah, to repeat that for the internet people, it's just the question was about how I first met Master and how I first basically came here. What was my experience in coming from sort of 10 years of Zen and other types of practice and then coming to this practice? At that particular point, I was struggling quite a bit because I was at UC Irvine. That was after I had the sort of the hospitalization, the more serious problem. So I was already on a lot of the medications, which they really kind of mess you up too because they're very strong. I managed to start the philosophy graduate program, but I really was out of place in that environment. It really wasn't the right thing for me, and then it was very just the state that I was in. I wasn't quite fully recovered, and so I was really struggling with just the PhD level philosophy classes. So at that point, I was, you know, basically still just struggling and sort of depressed, basically. Even though it wasn't as severe as previous times, but it was a difficult time. When Master initially said, "Oh well, you know, how come you have no samadhi power, and you know you've been practicing for 10 years and all that," you know, I could recognize that was kind of like a test to see, like, am I gonna just run away, or am I gonna take that kind of unpleasant statement and you know endure it and see what am I willing to learn more? So I basically wanted to find out more. Wanted to find out what practices did Master teach, and so that's what I started to come to the classes here. Thầy coi đó là giống như là cái câu hỏi nó hơi sốc đó, đó là thầy coi đó là một cái thử thách để coi thử hồi đó là bị ăn uống thuốc mới đang bị cái tinh thần đang khủng hoảng và học ở trường đại học UC Irvine thì đang khó khăn, thành ra đang thiếu cái mất cái thăng bằng, thành gặp thầy nói như vậy thì hiện giới lúc đó người tại gia đó mới nghĩ là nếu như vậy mình tới mình coi thử là cái ông nói cái gì mà mình có gì mình chưa biết. So I found it helpful when I first came, but it was a little bit hard to tell, like say when Master said that I had reached the second dhyana. At the time I was like, well, I can't really confirm that. But say in looking back now, I do feel like that time period things started to
shift considerably, and that's when I just became clear that, for instance, the philosophy direction wasn't even what I wanted to do, so I started to wrap up the whole philosophy program and quit. And I was just finished with the master's, and then, but then I ended up leaving because I wanted to go practice meditation full time, and there wasn't really a training program here yet at that time. So that's when I just ended up going back to the mountains, to the Zen center that I've been going to because of, for lack of finding another place to go. Thì cá nhân tôi không biết cái nhị thiền là gì, mà không biết là cái gì khác với thiền nhiều. Thì tôi chỉ để ý rằng là người nó khác, nó thay đổi tí xíu và cảm thấy là bỗng nhiên thấy quyết định, làm cái đổi quyết định ở chỗ là tôi cảm thấy là tôi bỏ cái chương trình học đại học nữa. Bây giờ tôi ra bằng thạc sĩ thay vì tiếp tục cái chương trình chiến sĩ. Và tại thế rõ ràng là không thích hợp với mình thế nào, cuộc đời đó cái không phải cái hướng cuộc đời mà tôi muốn đi theo. Rồi phần khác là sau khi tôi thấy quyết định như vậy rồi thì muốn tìm hiểu thêm nữa, muốn thiền thêm nữa để tìm cái sự thăng bằng trong cuộc đời. Thì chùa này không có cái chương trình huấn luyện ở nhưng cho người tại gia ở đây luôn nữa. Thành ra tôi trở về lại cái trung tâm Zen của tôi, của sư phụ tôi. But then when I was at the Zen Center, after I had been here for 3 months, I felt like I was still benefiting a lot from what I learned here, and I was, the meditation practice I was doing was what I learned here, and because I was continuing to sit in full lotus, and also some of the other things that I learned about the Dharma, I found helpful when I was, even though I wasn't here, but I was practicing at the other place. Thì sau 3 tháng ở đây tôi tới cái trung tâm Zen Center của Zen của sư phụ tôi ở trên núi đó. Ở thì tôi mới thấy mình tu cái pháp môn thiền theo học ở đây, những cách thiền ở đây với là những cái học thức mà học về Phật pháp ở đây đó, thấy nó có lợi trong cái cuộc hành tu hành ở trên núi đó. But I thought I could just tie this into certain, you know, the basic principle that Master's always emphasizing to us of just being, you know, being persistent, not quitting. And there's also a nice saying that I heard, which actually comes from the Japanese Zen. I believe I heard it there. I think it may be a Japanese saying, but it's like, you know, you have those little dolls that are like weighted at the bottom, so they always pop back up. Daruma. They make it, I think, with a Daruma doll. It's like that's like a Bodhidharma image, right? But so they just say like 8 times knocked down, or 7 times knocked down, 8 times get up. So just like, you know, you just be like that little doll. No matter how many times you fail or whatever happens, you get knocked down, you just pop back up, you just keep trying. So that kind of captures that, just the notion of persistence that we just, you know, just don't quit. Thầy nhớ bài học quan trọng nhất mà thầy nghĩ thầy học cũng giống tới chùa này, giống như là theo cái bên cái truyền thống cái văn hóa người Nhật đó, có cái con đồ chơi của ngài Bồ Đề Đạt Ma mà nó có giữ thăng bằng, mình đẩy nó xuống nằm đó, thì nó bật lên lại, nó không bao giờ nằm ấy, bao giờ nó đứng thẳng hết đó. Thành ra cái đó là biểu tượng cho mình không bao giờ bỏ cuộc hết. Cái đó là mà cái pháp mà thầy dạy ở đây. Bất cứ nó khó khăn như nào, thất bại bao nhiêu lần mà cũng bật lại, mình đứng dậy, mình tiếp tục đi chứ mình không có bỏ cuộc. So, you know, that's what I guess, although I've still struggled with a lot of different things, but I just feel like, you know, maybe some of the experience that I've been through in the past, because I basically got knocked down a lot of times pretty severely. You know, and then I had kind of no choice but to just build back up. So, you know, I think that we just have to do our best to keep at it. But the important thing, you know, is to not, if you don't quit and you don't give up, eventually you will, say, find a way. Nếu mình cái việc không bỏ cuộc á, thì cuối cùng sẽ có một cái cơ hội để mà thoát được. Anyone else? Hmm.
The bigger problem you have, okay, cái vấn đề nó cần lớn chừng nào đó, okay, will bring you to to recognize that you're at the end of your rope. Khi mà gặp những vấn đề lớn lao trong cuộc đời mình đó, mà mình hết sức mình rồi đó, mình thấy là mình đã hết cái đường cùng, tới đường cùng rồi đó, okay, then when you have the blessing, khi mà quý vị có phước đó, okay, you naturally will meet with someone who can help you solve the problems. Nếu lịch sử lúc đó mà vị thiệt sự vị có phước á, quý vị có phước á, là tự động sẽ có người, sẽ gặp được cái người giúp đỡ quý vị. If you don't have the blessings, then you die. Nếu quý vị có phước á, quý vị sẽ chết, and you recycle, rồi thì tiếp tục luân hồi tiếp. Okay, so that goes back to the point I made earlier. You know, you look at his story, his life here. Thầy kể về cái duyên ở hiện giới. It's the same that you know that you know that he has his drive, that he wants to have to be better than this. Có cái nhu cầu cuộc đời thầy nói là tôi học, nhưng đều tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Okay, something missing in his life. Mình có cái thứ tìm tòi. Whereas, let's say you're a rich kid and you have all the money in the world, have anything you want, you know, or you're crown prince, hoặc quý vị, hoặc là con cháu cha, con làm hoàng tử, cái gì mình có đầy đủ hết á, okay? And just like similarly to the story of the Buddha, giống như cái cuộc đời lịch sử của Đức Phật vậy đó. He has everything he wanted, có tất cả gì mà ông muốn được hết đó. And yet he felt it's something still missing, vẫn thấy mà thiếu thốn cái gì đó. Cái gì nó chưa đủ, something still missing. That's the nature of blessings. Cái đó là cái đặc tính của cái phước báo của mình. If you're happy with the status quo, that's it. You're dead. Cái gì mà vừa nghĩ là mình đủ rồi, mình đầy đủ rồi, lúc đó là cái gì xong cuộc đời, cái gì là tiêu rồi đó. Đồng ý không? You agree or disagree? That's chán right there. Đó là cái tinh thần thiền, thưa quý vị. Okay? So it's only because you don't have enough blessings. Thành ra quý vị không đủ phước, thành quý vị nghĩ là hết rồi. Okay. So for example, let's say you have this terminal ill disease. Thành quý vị có cái bệnh vô không vô phương cứu chữa. Okay. If your blessing is running out, nếu quý vị phước là hết rồi đó, you say, okay, I resign to die. Tôi sẵn sàng chết, hết rồi. I have nothing else to lose. Không có gì làm được nữa hết. Okay, because why? Doctor says so. You know, the best mind people say so. Tại sao như vậy? Tại những bác sĩ giỏi nhất trong thế gian là nói là như vậy rồi. Không có gì bước. No one knows any better. And because you believe in these things, and you submit to the angel of death, is because you running out of blessings. Và quý vị sẵn sàng ngồi đó mà chịu chết là tại vì quý vị hết phước rồi. And if on the other hand, ngược lại, if you have the blessings, nếu như quý vị có phước, you continue to fight, quý vị sẽ tiếp tục phấn đấu. Okay? And if you keep on fighting, you may have a chance to solve your problem. Quý vị tiếp tục á, phấn đấu thì vì có cơ hội để mà thoát được. Okay? And if you don't, you have no choice. Không đủ thì ráng mà chịu. That's just life. Cuộc đời nó như vậy. Okay? And you look at Master Xianqi's story, you may say, oh, this guy's in trouble, how embarrassing, you know, has this problem here, and so on. Cái vị nhìn cuộc đời, ông này nói là, ông này thiệt ra bệnh người bình hoàng này nọ, tại sao mà tu mà khó khăn, and then he struggles now. Tại sao mà tu hành bây giờ khó khăn, ngủ gà ngủ gật, he's sleeping all the time and so on, and you fail the point, you missing the picture, the big picture. Quý vị không thấy được cái sự thật that he has so many blessings, that's why he hasn't quit yet. Phước nhiều quá thành bỏ cuộc, vẫn chưa bỏ cuộc như thường. Whereas other people who have money, who have success, ngược lại người ta có sự thành công, ta có tiền, ta có danh, có tiếng,
and yet they're willing to die and be a victim to their illness. Mà họ sẵn sàng chết vì cái bệnh của mình. It's only because they run out of blessings. Okay, that'll be hết phước. Okay, and right there tells you that if you have a need, nếu quý vị thực sự có cái nhu cầu, you need to do whatever to live, to cure your illness. Quý vị muốn cái nhu cầu để mà sống, nhu cầu để mà chữa bệnh, the need to go after your ideal, theo cái nhu cầu để đeo đuổi cái lý tưởng của mình. Okay? If you really have blessing, nếu quý vị thiệt sự mà có phước, you don't give up. Quý vị không bỏ cuộc đâu. That's exactly what happened to the Buddha. Đó là cái ví dụ điển hình của Đức Phật đó. He has his ideal. He says, I have everything that people in the world desire. Đức Phật nói, tôi có đầy đủ hết rồi. Tất cả những người thế gian này thấy tôi nghĩ là cái sự quá hành, quá thành công, quá lớn này. Okay, quá sung sướng này. I'm the crown prince, tôi là thái tử. I have a beautiful wife, có một cái vợ đẹp. And many concubines in my four palaces, biết bao nhiêu cung phi trong mấy cái cung điện của tôi. And yet my life is still missing something. Mặc dù như vậy, tôi vẫn còn thấy thiếu thốn trong cuộc đời của tôi. And so instead of being content with what he has, thay vì mà ông thỏa mãn với cái ông có, okay, the nature of his blessings enable him to go solve the problem he has. Vì ông có phước lớn quá này, thành ông cứ tiếp tục đi kiếm cách để mà giải quyết cái vấn đề của mình. Chứ không thể nào mà nói, nếu như mà tôi có vấn đề này là tôi sẵn, tôi chấp nhận đó là tại vì mình hết phước rồi. If you have a problem, you say, okay, that's my problem, okay, if I die, I die, you know. Then that means you're running out of blessing. Đó chỉ có nghĩa quý vị hết phước thôi. If you really have the blessings, you continue to fight. Quý vị tiếp tục phấn đấu, okay, nếu quý vị thực sự có phước. Okay, so for example, if the particular person, if that person starts doing charity work and doing other things, they might be able to have a chance to do something about their illness and at the same time create blessings for the family. Thành những cái người đi làm chàng như hồi nãy cứ nói cái chuyện cái người mà có cái bệnh đó, bệnh nặng đó mà sắp chết đó. Mà thay vì mà ngồi đó mà chịu chết, thay vì đi làm chuyện từ thiện, đi làm chuyện mà mở cái tâm mình ra đó, thì tạo cái phước đó có thể có cơ hội mà or so they create blessing for themselves, they can carry, you know, that it might help them this lifetime, it will certainly carry to the future lifetime. Nếu cái phước đó có thể nó giúp kiếp này mà chắc chắn sẽ giúp kiếp sau, chắc chắn, it's for sure. Okay, that's all. What Master Xie Chia story is kind of interesting. Tối nay thầy nhớ kể chuyện nó khá đặc biệt ở chỗ. In that, if you look at his struggles, he admits it himself. Nếu quý vị nghĩ tới cái thầy kể cái chuyện của thầy, he's still struggling a lot. Cái khó khăn nó lớn. Okay, and the storyline, được cái ý nghĩa cái câu chuyện đó không phải là khó khăn lớn. It's not so much that the seemingly insurmountable difficulties and obstructions. The great story is that he hasn't given up yet. Nhưng quan trọng nhất là vẫn chưa bỏ cuộc. And that's the nature of his blessings. Cái đó là vì nhờ có phước. And Master Sintu says, I saw that, and that's why I suggested to him he shared his experience, that this man works very hard, and he really applies himself. He doesn't take it easy at all. At midnight, he still goes and cleans the bathroom. It still smells, but... Yeah.
And with his sleepiness, he came up with so many ways to deal with it, like spraying himself and then putting some water in a thing that pops on him or makes him wet, and that he still can't get up. Thì mặc dù thầy cái hay ở chỗ là ông khó khăn dễ sợ là mà ông cực khổ dễ sợ là mà ông không bao giờ bỏ cuộc, ông kiếm hết cách này cách khác để mà phấn đấu. And that's what I admire about this man here. Thầy phục ông chỗ đó. I'm very proud of that. Thầy rất phục ông ở chỗ này. So Master Jinchu says, remember one time Master Jinchu asked him to use a water spray bottle and tell him that if I meditate and I doze off, you spray my face. So Master Jinchu did that and still didn't work. So Master Jinchu threw away the water bottle and walked away. Okay. Nói là trước là ông ngồi thiền chuyên môn ngủ gà ngủ gật thì mình lấy cái chai nước xịt đó. Biểu thầy Hiền Trì thấy mà tôi mà ngủ gà ngủ gật xịt vào mặt tôi để tôi tức để thầy Hiền Trì theo lời làm hoài, lần đầu thức dậy, mấy lần sau không thức nữa, ông thầy Hiền Trì tức quá vứt cái chai ông bỏ đi á. the alarm that I made before I went to Taiwan, that worked pretty well. It was I had put a tank of water and there was a tube of water, so it was like I didn't wake up at the first alarm, the second alarm would go off and water would come down in my shirt, in a tube. So I pretty much always got up before that because I knew that cái lỗ hũ nước mà nếu như mà cái chế cũng không tung lắm, chế là mở lần đầu thì không sao hết á, dậy thì không sao, lần thứ nhì mà chưa dậy nó cái máy báo thức đó, mà nó bật ra lần thứ nhì mà không dậy là nước nó chảy xuống cái cổ áo ổng á, là phải đứng dậy, không cách nào ngồi được. That really works, yeah, I can see that. Okay, and that's chan right there, that's chan training right there. Cái đó là thiền, thưa quý vị. You think that is not chan, quý vị nghĩ đó không phải thiền hả? You think chan is sitting, quý vị nghĩ cái huấn luyện thiền là ngồi hả? Not at all. Cái thiền tông đâu phải là huấn luyện thiền là quý vị phải ngồi đâu. Okay. It is as the different methods of practice is vast, as it's much, much more varied and much more sophisticated than people realize. Cái thiền tông chúng tôi đó, cái dòng chúng tôi đó, có những phương pháp huấn luyện thiền quý vị không thể tưởng tượng được. It doesn't look like we're practicing chan. You look at him and say, this guy works day and night. Thấy ông thầy này, ông dạy. Vì thấy không? Ông á, lúc thiền thất á, người ta ngồi thiền thì ông đi quét nhà. And when people are sitting during a chant, he goes and sweep the floor and cleans the bathroom, đi chùi cầu tắm, okay? And work on a computer. Thấy ông ngồi ông trên máy điện não. And it's also part of the chant training. Đó vẫn trong thiền luôn đó. You just don't know, don't understand. That's all. Quý vị không hiểu thôi. And it's all part of the test. Cái đó là một cái thử thách luôn nữa. Because initially he says, I'm a bhikshu. Lần đầu ông nói là tôi là tỳ kheo. I'm the most senior disciple in this temple. Tôi là người đệ tử xuất gia mà cao trong cái chùa này. And yet all the people, the others are sleeping and goofing off. I work my butt off. Những cái đứa khác nó vai vế thấp tụi tôi mà nó chỉ ngồi nó thiền được, nó đi chơi, nó đi chơi, okay? And they drive to Taiji to buy this for master. Nó thì nó ngồi tí xong thầy biểu ở con đi mua này cho thầy, đi mua này. And they seem to have it easy, and thấy tụi nó dễ dàng dễ sợ, còn tôi làm việc cực khổ dễ sợ, okay? What one is chan training? Cái nào là thiền, cái nào là không thiền, thưa quý vị? The person who has it easy or the person who has it hard? Cái người mà được cái chương trình nó nhẹ hoặc là người chương trình nặng. Cái nào là thiền? Which one is chan? Hard. Cái người khó, right? Wrong.
The hard one is punishment. Cái mà chương trình nó nặng á là bị trừng trị. Remember, quý vị phải nhớ rằng á, cái người nào mà tạo phước đó, là người đó sẽ sống còn, cái người không tạo phước người đó sẽ chết, người sẽ hết, vơi phước sẽ rớt. Remember, the principle behind this of chan is this. Pay attention. Is it sitting? Cái thiền tông phải là ngồi là không? It's not sitting. The principle is that the person who runs out blessings will fail. Cái người mà hết phước sẽ bị thất bại. So those who are still continuing to create blessings still have a chance. Cái người mà đang tạo phước vẫn có cơ hội như thường. Cái người mà tà, those who take it easy, eventually their blessings run out. Sayonara. See you next lifetime. Cái người mà tà đó, hết phước là tự động nó rút lui rồi. Kiếp sau phải hy vọng kiếp sau nữa. Rồi bắt đầu lại. They start over again. So both is chan training. Cái đó là hai cái điều thiền hết. What? Teach you about successful chan. Một bên đó, nó là cái thành công thiền. Một bên đó là failing in chan. Một bên là cho ông thấy cái này là cái sự thành công trong thiền. Còn nó thấy là cái sự thất bại trong thiền. The other guy is that eventually you fail. It's okay. Come back another time. Kiếp sau, kiếp này cũng được. Kiếp sau lại còn rồi, không sao hết. We think very long term. Chứ tôi dài, rất là lâu dài. Okay? Takes a while. Yeah. So the question now is this about the Sri Lanka monk who came, the two monks who came here, stayed at the temple. They've been monks for over two decades, even longer than I have. And why is that they can't meditate, they come here, they can't learn anything? Tại sao mấy ông thầy Tích Lan đã cao hạ hơn thầy nữa, là xuất gia là hơn mấy năm trời, 30 năm trời, mà thiền không được, không biết thiền. Mà tới đây là không học hành được cái gì hết á. Tại sao như vậy? Không đủ phước hả? Same thing, same reason. They did not plan blessings with Mahayana. Cũng một cái lý đó thôi, là quý vị không trồng phước với Đại Thừa thì quý vị không thể hưởng được. You cannot benefit from Mahayana. You don't have Mahayana blessings. Quý vị không trồng phước với Đại Thừa thì quý vị không được hưởng phước Đại Thừa. Okay? As simple as that. You plant blessing Hinayana, you get Hinayana. You benefit from it. Cái vị trồng phước với nguyên thủy để hưởng được phước cái pháp nguyên thủy. All right. So in our chan tradition, trong cái truyền thống thiền chúng tôi, okay, that's what my master taught. Thầy ngài thường nói ngài dạy như vậy. Not to me directly. He never taught that to me. Thầy không bao giờ dạy cái đó thẳng cho thầy hết đó. Okay. But I remember. Thầy nhớ in one of his tapes, hồi xưa thầy nghe cái băng này thì nói giảng tiếng Tàu. And he has one of his senior disciples, a nun by the name of HengChi. Hồi đó thầy kể chuyện cô sư bà hiền trì đó. This is essentially related to us in the tape. He says, I left the home life one of the early disciples from Master Shi Hua. Thầy sư cô Hiền Trì đó, sư bà Hiền Trì là nhập một đệ tử mà xuất gia đầu tiên của ngài Thiên Hóa, người da trắng. She's Caucasian, and she's very dedicated to hành, rất là gắt gao. She's the one who sat in the chan chi for 90 days. Cô là cái người mà ngồi thiền á, thất á, 90 ngày liên tiếp. 90 ngày thiền, she put in a 90-day chan chi. Okay, for not bad for a white person. Xin chê. Hint, hint. Okay? Thành ra cái ông người da trắng mà ngồi được 90 ngày thiền, dễ sợ không? You don't know how it's like. If you sit, you know,
Most of you give up. Quý vị ngồi như vậy, thầy cam đoan quý vị sẽ bỏ cuộc. What happened is she had a bunch of people sitting with her and they all dropped off like flies. Những người đồng tu với sư cô đó là bỏ cuộc hết. In the end, it's only two of them. Cuối cùng có hai người ngồi thôi. She and another person. Cô đó với người khác. That person remains anonymous because it's not a real person. It's only to support her. Give her her mental support. Người đó hiện ra để mà giúp đỡ cô này đừng bỏ cuộc thôi. Okay? So she's the only real person who in among master disciples, senior disciple who sat for 90 days of HengChi's from 3 in the morning to midnight. Người duy nhất trong đệ tử ngài Thiên Hóa mà ngồi thiền thất từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm, 90 ngày liên tiếp, 90 days straight. That's a record. It's incredible. Okay? And you sit like that day after day, cái việc ngồi ngày này thế ngày nọ đó, you will find out you have all kinds of physical problems. Cái việc ngồi như vậy đó, cái việc khám phá đó, đủ vấn đề cơ thể mới đó. Okay? All kinds of physical problems that will force you to quit, nó khiến cái việc bỏ cuộc. And if you don't, that's when you realize that you understand something that no one understands. Mà quý vị không bỏ cuộc, quý vị biết những cái mà người khác không biết được. Okay? And that is not written in any books. Nó không ở trong cuốn sách nào hết. You have to do it. And then you see what it's like to sit for 30 days, 40 days, 50 days, 60 days, 70 days, 80 days, 90 days. You know something no one else does. Ngồi như vậy mới biết những cái mà người khác không thể biết được. Then you can teach people about long sit. Sau đó quý vị có thể dạy người ta nên ngồi lâu được. You understand? Okay, có những cái tri kiến vậy. It's only for the people who do it, then you know. Phải làm mới biết được. Okay? And so this woman here, this nun here, is extraordinary. Cái người này người phi thường. And she's older now, bây giờ già rồi. And I don't think she has much longer. And she's very sick, bây giờ bệnh rồi. Okay? And my thoughts go to her. Thầy mong sư bà sống lâu hơn nữa để giúp đỡ chúng sanh. I hope she can stay a little bit longer to help more of living beings. Her accomplishment, by no means, she is an extraordinary person. Người phi thường, thành cái trình độ bà thành công lớn lắm. Her accomplishment is certainly not small, not big but not small. Cái sự thành công này không phải là nhỏ, thiệt sự cũng không là lớn gì lắm, nhưng đều không phải là nhỏ. Okay, it's very very significant. And so she related. Just to tell you background, this kind of person. Thầy kể quý vị sơ sơ cho quý vị biết là cái căn cơ người nó như vậy. Người nó không phải người tầm thường. It's not an ordinary person at all. Okay, that's my point. Okay. So she said on one of those tapes lectures. Sư bà kể lại. She says that at one time, because I followed Master Shen Hua, most of us fell in love with the Avatamsaka Sutra. Thì cô mới kể hồi đó đó, tôi theo ngài Thiên Hóa thì những người đệ tử ngài Thiên Hóa đa số họ đều mê kinh Hoa Nghiêm hết. Okay, it's one of the best things Master Shen Hua brought to the US. Đó là những cái một cái pháp tuyệt vời ngài Thiên Hóa đem lại cho xứ Mỹ này. Yeah. Until then, no one really is able to explain the Avatamsaka Sutra. Thế khi ngài Thiên Hóa giảng kinh Hoa Nghiêm, không ai giảng nổi hết. No one. Of recent memory, no patriarch. Không có tổ nào dạy nổi, giảng nổi. No patriarch explained it. What's the sutra? The Flower Adornment Sutra. It's a masterpiece. Yeah. No patriarchs of recent memory even explained the Avatamsaka Sutra. Không có tổ nào cái mà giảng kinh Hoa Nghiêm nổi hết. Ngài Thiên Hóa giảng được. He explained it. That's how high his level is. So she says, we love
the flower and ornament sutra. And so she researched, go nghiên cứu. She one day she said, I sat in my room, ở trong phòng tôi. I researched the flower ornament sutra from beginning to end. Tôi nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm này từ đầu chí cuối. And I drew a chart on the wall of my room, cái phòng của tôi đó. Tôi biên ra một cái địa hình cái ý nghĩa kinh Hoa Nghiêm này, cái nội dung kinh Hoa Nghiêm này. So I drew a chart. I charted the meaning of this wonderful, wonderful sutra called the Flower Dormant Sutra. This is the king of the sutras. Đây là cái hoa, một cái kinh mà nó tuyệt vời nhất trong Đại Thừa chúng ta. Okay. Số 1, number 1, none better. That's what my master says. Ngài Thiếu Hóa nói như vậy. Kinh Hoa Nghiêm là số 1, không ai có thể nào so sánh được hết. So she drew a diagram of the structure of the flower adornment sutra. The course cô mô tả cái địa hình ra, vẽ cái địa hình của cái ý của Kinh Hoa Nghiêm. And she, as soon as she finished, cô làm xong một cái rồi. This is you're talking about weeks and weeks of blood and sweat. Cực khổ chứ sợ làm xong. Yeah. Làm xong rồi á. Sao? Người Mỹ. Cô nói tiếng Tàu hay lắm. Cô học tiếng Tàu luôn. Vô học tiếng Tàu, nói tiếng Tàu hay vậy sao? She's Caucasian and she learned Chinese. All the years following Master Xinhua, she speaks Chinese as fluent as a native. Nói tiếng Tàu, y chóc như người Tàu vậy. And so she ran out of her room and say, Shifu, I finally diagrammed the content of the flower dormant sutra. Chạy ra khoe, Shifu, con mới vẽ xong cái địa đồ của nội dung của Kinh Hoa Nghiêm. Mặt cười, bên hãnh diện dễ sợ. Huh? And she said, I expect the masters to praise me, nghĩ là sư phụ sẽ khen mình. You know what Master Xinhua did? Ngài Kinh Hoa nói sao? Biết không? He says, oh, very good. Now go to work. Ngài Kinh Hoa trả lời nó là, giỏi quá, đi làm việc đi con. Đó là pháp này. That's why I remember that story. Thầy nhớ cái bài học đó. That's why, even though no one was able to make me work when I was at the CTB, at the RBA. Mặc dù không ai đủ cái khả năng để bắt thầy làm việc được hết. Okay, night and day, làm việc ngày đêm. Okay, because I refused. I left the home life because I want to meditate. Hồi đó thầy mình làm người xuất gia để mình tu thiền, chứ không phải đi làm việc. I knew I wasn't there to work. Okay, let's make it clear. Okay, you make me work, I work a little bit until you don't pay attention, I sneak out and go meditate. Bắt thầy làm việc tí rồi, đủ rồi xong khi để thầy trốn đi thiền đó. Okay, that's how I approached it. Okay, so why am I teaching you, why I'm forcing my students to work? Tại sao bây giờ thầy dạy học trò thầy làm việc? Okay, for the same reason. Okay, unless you have blessings, enough blessings, you will not be able to accomplish the Chan Dharma. Nếu quý vị không đủ phước, quý vị không thể nào thành tựu pháp thiền này được. It's not possible. Case in point, chứng minh rằng that nun there, cái sư bà đó, hiền trì đó, who has been working for my teacher her entire life, okay, đã tu lúc how old was she when she left home life? Anyone remembers? Hồi xuất gia đã lúc khoảng bấm mấy tuổi là nhiều rồi. She's in the 30s maybe. 30s, 40s. And she's now in her 70s or 80s. Bây giờ 70-80 tuổi nữa. If she work. You there, you work. Every single day. Mỗi đó, mỗi ngày phải làm việc.
Okay? And she has able was able to sit for 90 days. That's incredible. Okay? And yet, Magyal invite, she's not, still not able to accomplish a Chan Dharma yet. Magyal invite, vẫn chưa kiến tánh được. Dễ sợ không? On the, okay, so, let me bring the point home. Thì nhắc cái việc vấn đề nó rất là quan trọng. Okay. The blessing you generate, mình tạo phước, this lifetime, cái kiếp này, you bring it with you. Quý vị sẽ đem nó đi với quý vị. The money you make this lifetime, you cannot. Quý vị làm tiền, kiếp này, quý vị đem theo không được. Okay? Why is it important? I feel that I'm lucky in that I'm able to do Chan for many, many years without working for Mahayana. Thì thầy biết cá nhân thầy, thầy có thể ngồi thiền được nhiều năm rồi, mà chưa chịu làm việc, làm công quả cho Đại Thừa. I came with the wrong attitude. Thầy bắt đầu sai. Okay, for 4 years, I only cared for myself. Thầy đi học cho mình, lo cho mình thôi. I only wanted to meditate, Sean. It's embarrassing. 4 năm rồi, nó cứ đi đụng là tránh trốn đi, đi thiền đó. That's all I wanted. Chỉ trốn thiền thôi. And I got nowhere. Không đi tới đâu hết. Nowhere at all. Would you like to know how far I got after 4 years? Quý vị muốn biết thầy sau 4 năm thầy tới trình độ nào không? Would you like to know? Muốn biết không? Well! Go on! after 4 years, okay? 4 năm trời, tôi. I got to second dhyana, tới được nhị thiền, after 4 years. You know, embarrassing. I wasted my life 4 years. I looking back, I feel I wasted my life. Mình nhìn lại thấy cái đó là phí cuộc đời của thầy. Because compared to him, như cái ông thầy da trắng này, the white Caucasian guy here, 3 months he got into second dhyana, 3 tháng vào nhị thiền ngay lập tức. Thầy 4 năm trời nhị thiền. After 4 years, second dhyana, in an embarrassing, thầy mất cỡ dễ sợ không? You think I was enlightened? Cái nghĩ thầy hồi đó giác ngộ, 4 năm giác ngộ rồi hả? Are you kidding? Yes, ma'am. Yeah. Vấn đề là câu này có nói là vấn đề lúc nào mình có người sẽ bị kẹt chỗ này, không kẹt chỗ này thì kẹt chỗ khác. Nhưng khi ta bắt đầu ta chậm để cuối cùng ta đi lẹ hơn. Hoặc người ta đi lẹ cuối cùng ta chậm lại. So the point she's making is that each person is different. Sometimes you have a slow start and then you speed up and surpass everyone. Sometimes you start very fast and then you slow down and you get stuck. Okay. Well, I just taught you about this Chan Dharma here. Thầy dạy quý vị for the last 2 weeks, hai tuần vừa qua, almost 2 weeks now, is something that a lot more advanced than you realize. Thầy dạy quý vị cái pháp thiền này á. Nó cao siêu hơn cái vị tưởng đó. It sounds very simple. Nó rất là giản dị. Okay. So for example, tonight I talked to you about, we talked about being so sure of ourselves. Thầy nói về cái người
mà mình người tự mãn nói là mình biết rồi. Mình biết rồi. Mình đã suy ra được rồi. Huh? We figured out already. Okay? Only because that person's chan level is too low. Cái người đó, trình độ thiền còn thấp. Including those who are enlightened. Ngay những cái người mình đắc giác ngộ rồi, vẫn bị kẹt ở đó như thế. Okay? It's a nature of ignorance. Cái bản tính của vô minh nó như vậy. Đó. It's fascinating. Nó tuyệt vời, dễ sợ. Okay. And that's why this is the difference between the American chan and Chinese chan. Cái đó là sự khác biệt giữa cái thiền tông xứ Mỹ này mà chúng ta đang tu với thiền tông bên bên Tàu. You should not feel satisfied. You should never quit until you become a Buddha. This is called true chan of the Tathagata. Cái này là rủ lại chan in Chinese. Cái này thiệt sự gọi là như lai thiền. Cái như lai thiền, cái như lai có nghĩa quý vị không bao giờ ngừng hết. Cho tới khi mình tới trở thành như lai mới gọi là thiền được. Không thể nào nói là tôi xong rồi, tôi là giỏi hơn người kia rồi. You don't ever say that I accomplished chan. Don't ever say I'm better than the next person. Okay? You say I'm still not enough because I know I'm no Buddha yet. Cái thiền nó dễ sợ như vậy. Như lai thiền có nghĩa là mình nói là tôi, mặc dù tôi biết người ta thua tôi, mặc dù tôi biết người kia thua tôi, mặc dù tôi biết là tôi thành công, nhưng đều tôi vẫn chưa phải là Phật. Thành ra tôi vẫn chưa hiểu như thường. Tôi vẫn tiếp tục tu thiền như thường. Không bao giờ ngừng hết. Nhưng thế thì tôi thành Phật. Ngài Tiếng Hóa không dạy tôi nói như vậy. My master didn't teach them that. That's why I call it American chan. Something he hasn't taught. Bởi mình gọi cái này là thiền Mỹ. Tại vì Ngài Tiếng Hóa không dạy tôi nói như chuyện đó. They all feel satisfied. Họ nghĩ là họ thành công. Okay? This is the original Rú Lại Chán. Cái này là cái bổn tính này là cái tính cái pháp của Như Lai Thiền mà bên Thiền Tông người Tàu đó, từ xưa nó như vậy. I believe that's the spirit of Quy Dạng Lineage. Đó là tinh thần của cái dòng quy ngưỡng mình đó. Nghĩa là so the question you have, so why is this woman has such a wonderful attainment and is such a wise person, so smart person, and my master still said, go work. Tại sao người ta thành công lớn như vậy, người ta căn cơ cao như vậy, mới có thể hiểu được Kinh Hoa Nghiêm như vậy rồi mà Chư Phụ vẫn nói là, Ngài Thiếu Hóa vẫn nói là đi làm việc đi con. Nghĩa là sao? Yes, sir. Chỉ nói Buddha yet, vẫn chưa thành Phật, con ơi, nó đi làm việc đi. What else? Yes, ma'am. Đừng bị kẹt ở chỗ thành tựu của mình. Don't be stuck in your accomplishment. Bác Thiện, tại sao? Continue. Don't be satisfied. Quả ngân. Okay. Anyone else? Anyone? Stay humble, khiêm tốn đi. All correct, đúng hết. Okay. She does it wrong. Làm gì trật rồi. He's very kind. Ngài dạy rất là từ bi. She being his white, you know, woman. Đã người da trắng mà còn đàn bà là tội nghiệp. Don't you feel sorry? I mean, I take it back. My true colors are showing. đùa chơi. I'm joking, please, internet people. I'm really equal opportunity.
And I'm not misogynist like some of our famous politicians. Ah, just kidding. You guys gonna take a joke? Come on. You won't believe it. Someone insulted me this morning, today a few times already, and I just I'm not even angry. Ngày nay quý vị cũng biết á, người ta chửi thầy ba lần cái ngày này rồi đó mà thầy không giận. I'm not even angry. I used to be angry. Trước chửi rồi. If you insulted me like that a few years ago, you pay. Okay, you pay. Mấy năm trước mà chửi thầy như vậy thầy trả đũa. But I get older, I become more gentle. I just make her pay more slowly, that's all. Bây giờ mình già, mình trả thù, mình thù chậm chậm á. Mình mà trả thù nó không biết mà trả thù mới hay. Còn trả thù nó biết đâu có hay. Okay. So, you know, this person is not bad. Cái người này giỏi. This woman is pretty good. But so my master was kind and gentle. Ngài Thiên Hoa, ngài rất là thương cái cô này. He adores her. No two ways about it. She's one of the most loyal disciples he has. Đây là một cái người mà đệ tử trung thành 100% với ngài Thiên Hoa. She would give her life to him. Ngài cái cô này, cô hy sinh sư bà, hy sinh cuộc đời sư bà để phục vụ cho ngài Thiên Hoa. You know, he adores it. Clearly he adores it. Ông thương bà dễ sợ lắm. So for her to say, very good, go work. Ông mà nói mà giỏi có con đi làm việc đi nha. Okay? Là ông mắng một cách rất là nhẹ. He chided her only gently. That's all. What does it mean? It means that what are you doing drawing it up? Bỏ thì giờ mà biên vẽ cái địa đồ làm gì? What are you doing? Vẽ cái địa đồ làm gì? What for? What good does it do? Có lợi gì ở trong á? Right? You see the diagram anymore, anywhere in the DRB publication? Mấy cái địa đồ bà nó vẽ đó có in được ra hoặc là có còn lại trong cái hệ thống của họ hay không? It's gone already. It's a waste of time. Yes. What? You seen the chart? Okay. You saw the chart. Very good. What does it do for you? Okay. What does it do for me? Cô này cô nói cô thấy được cái địa đồ đó rồi. Thầy hỏi cô có thấy địa đồ có lợi gì trọng cho cô? Cái địa đồ có lợi gì cho thầy? What does it do for her? His disciple. Của Yến, Quả Ngân này. Huh? Her, Master Shea, disciple. What does it do for her? Cái điều lợi gì của Quả Ngân này? Zilch. Không có lợi gì hết. It's a waste of time. Phí thì giờ. I would have said, good, go to work. Thầy tắt tài một cái con đi làm việc đi con. Because she's not my favorite. Đâu phải để tôi cưng mà. Đánh ngay lập tức. Go to work. Huh? Right? What are you doing? Wasting time. Pretty German. Who told you to go do this diagram? Ai nói mày đi vẽ cái địa đồ này? Hả? Đúng không? Đi làm việc rồi chứ. Đúng không? Chừng nào tao biểu mày đi vẽ địa đồ, đừng có lộn xộn. When you do the diagram, when I tell you to do the diagram. Okay? You decide doing your own is out of stupidity. Mày tự ý làm, mày là ngốc, làm chuyện ngu si. Agree? Let me give you another example. I'll give you another angle to look at it. Một cách khác nhìn là sao? Okay. At her level of understanding, cái trình độ hiểu cái cô này đó. Okay. She's at a low level of samadhi, cái trình độ định lực còn thấp. Relatively slow, relatively low. Cái trình độ định lực nó còn tương đối thấp.
Thế mà hiểu được cái gì? What can, how much can she understand this profound sutra as vast as the Dharma realm? Trình độ thấp, mà sao mà đòi hiểu một cái đại kinh mà nó rộng như là cái pháp giới này? Isn't that a waste of time? Không phải phí thời giờ mình không? You agree or disagree? Total waste of time. That's all. Chẳng tha làm nó đi làm việc nó còn có lợi. Instead of wasting time drawing it up, go working. Working is so much more productive and so much better for her. Thay vì phí thời giờ như vậy, đi làm việc thì nó có lợi cho cô, nó hữu ích hơn nhiều. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. Did she come enlightened after sitting 9 days? Did she come enlightened? Did she? I don't think so, but you have to ask her. It's only sitting, it's only sitting. What are you talking about? Ngồi là ngồi thôi, you sit on your butt. So what's the big deal? At least from my perspective, because I can't sit 90 days. It hurts too much. Thầy hỏi, có người hỏi thầy ngồi 90 ngày có giác ngộ. Thế nói, thầy nghĩ không giác ngộ, tại sao vậy? Thầy nghĩ, nếu cái việc ngồi là ngồi chỉ ngồi trên cái bàn tọa mình 90 ngày thôi, cũng là nó nát thôi, chứ có gì đâu mà phải giác ngộ. At the end, your butt, you know, is torn up. You know, how does it help you become enlightened? Enlightenment has to do with your mind, not with your butt. Cái giác ngộ đó nó liên quan tới mình luyện cái tâm mình này, chứ phải luyện cái bằng tọa mình đâu. Agree? In principle, you 90 days because you don't know what else to do with your mind. Tại vì ngồi 90 ngày, tại vì óc mình biết làm, nhưng phải ngồi để hành hạ cái bằng tọa mình. You don't know what else to do with your mind, your life, therefore you sit and you punish your butt. Yes. I'm making fun of her, yes. But yeah, hey, I'm an idiot. Yeah, I'm ignorant. I can make fun of people because it's my temple. Yes. Có người hỏi thầy, this deserves to be repeated, you know, because it sounds a lot more stupid than you think. Because Master said repeatedly that the chan we're practicing is qiu zuo sheng chan, meaning long sit produces samadhi. So now you're telling us that you should not be sitting 90 days anymore. What is the point? Có nói đây á, là cái chủ trương thầy cứ nói cả hai tuần này là thiền mình là cửu tọa sinh thiền, có nghĩa là ngồi lâu thì nhập định được. Thì bây giờ thầy nói là ngồi 90 ngày, cái gì đâu mà ngồi lâu, nhầm gì đâu mà phải ngồi. Because I'm jealous. Thầy ấm ức, mình ganh tị người ta, người ta thành công lớn, mình làm được. She can do something I cannot. What else you want? Muốn gì nữa? Yes, sir. You have to ask her, how do I know? If you're confused after 90 days, you sit for 90 days, you think you're less confused? I doubt it. The proof. Thầy nghĩ là khi mình mê muội rồi mình ngồi 90 ngày thì cũng mê muội như thường, ngồi 90 ngày làm gì? Nát bằng tỏa đau khổ. It hurts so much. I just shudder the thought of my butt. I cannot sit my butt for 90 days after that. Thầy cứ tưởng tượng mình ngồi 90 ngày sau, tưởng tượng thôi nghe. Just my imagination. Just after 90 days, my butt is all torn up, you know. Oh, you know, you can imagine, right? 90 days. Cái việc tưởng tượng 90 ngày chắc chắn là có something happened to it. I imagine. Thầy tưởng tượng như thôi. And you know, does it stop at 90 days? Of course not. It should be like that for another 90 days. It's too much. It's too extreme. We are civilized people in America. That's the Chinese way of training. Cái đó là người Tàu, họ đày đọa người da trắng. That's how they train the white people. We are American. We train ourselves differently. Chúng ta là người Mỹ rồi, không phải người Tàu. We're not Chinese.
Okay? We have our own American training methodology. Mỹ chúng tôi có phương pháp luyện khác. Yes. Okay. So, but you know, again, you know, you and internet people don't know that I'm by nature very jealous. Cái khổ là bên internet không biết tính thầy là rất là ganh tị người ta. It's only because I have a very tough youth. Thời cái thời trẻ tuổi thầy khổ dễ sợ lắm. And I never could recover, và không thể mất cái sự thăng bằng, bây giờ không cứu vãn được nữa rồi. And therefore, sometimes I hear these wonderful tales from Master Shion disciple, like, you know, a guy doing three steps for about 3.5 years, you know, 2.5 years, and wow, I can't do that. I don't have that kind of time, I'm too old for that. Rồi nghe đệ tử khác là ông Ngài Thiện Hóa đi Tam Bộ Nhất Bái mà 2 năm rưỡi đó. Không thể tưởng tượng được. I cannot imagine wasting 3 years of my life on the street. Thế không thể tưởng tượng mình bỏ 3 năm cuộc đời mình mà đi bộ trên đường. I just don't see it, you know. It's nothing elegant about it. Không có gì mà nó thanh tao. See, they have my master, really serious, my master's disciples are something else. Nói thiệt cho vui á. Đệ tử Ngài Thiện Hóa công nhận cái là không thể tưởng tượng được. They're incredible people. Giỏi dễ sợ. Xin chê, hint, hint. But the thing about Mahayana is cái đại thừa mình. There's so many pathways. Có nhiều con đường đi lắm. It's not, you know, these people, you have to give them credit. Những người đi trước đó, họ công lao rất là lớn. They have tremendous credit should be given to them for paving the way for us in the later generation. Công lao lớn ở chỗ họ đem lại một cái vạch con đường cho cái đời sau đi. And so that the nice thing about the later generations is that they can pick and choose. Cái đời sau có thể thấy nhưng mà chọn con đường nếu mà, because if you follow the same path, nếu các vị đi con đường như vậy, you'll be contained by their attainment. Nếu các vị đi theo con đường họ, if you sit 90 days, các vị ngồi 90 ngày, you do three steps on bow for 2.5 years, các vị đi Tam Bộ Nhất Bái 2.5 năm. Okay? You be contained by that person's attainment. Quý vị bị hạn chế bởi cái thành tựu của những người đã đi con đường đó. Okay? So it behooves upon the later generations to find their own ways. Những cái đời sau đó, mà muốn vượt qua những cái đó, nó phải tìm con đường riêng của mình. Không thể đi con đường như vậy được. You have to find your own path. You cannot say that, you know, that's done under Master Shenhua's tutelage. Những cái việc họ làm đó đó, dưới cái sự hỗ trợ của Ngài Thiện Hóa. Master Shenhua is no longer here. Ngài Thiện Hóa bây giờ không còn ở đây nữa. Mà đi con đường như vậy là sẽ kẹt dễ sợ. You follow the same footsteps, you're going to be in trouble. And you'll be limited by these people. Và bị những cái người đó, thành tựu của họ hạn chế quý vị lại. Okay? So, be more creative. Tìm đường khác mà đi. Sợ gì? What are you afraid of? Sợ gì? Okay? But the same thing remains. Để cái pháp vẫn còn như vậy. Blessings. Cần phước. You have to claim blessing. Cái tâm quý vị, in order to practice chan, your mindset should always be that I plant blessings as part of my chan practice. Bài học ngày hôm nay thì nhắc quý vị đó, rất quan trọng. Whether you do chan, whether you only worry about your own welfare, okay? Quý vị có thể tu thiền,
Hoặc quý vị đang lo cái tư lợi của mình. You worry about being born to the heavens. Quý vị muốn sinh lên quả trời. Okay? You want to become a fourth stage arhat. Quý vị muốn thành trở thành tứ quả là hạng. Okay? You still have the same, we all have the same requirement. Đều tất cả đều cùng một cái chuyện hết đó. We plant blessings. We trồng phước. And the best kind of blessings is with Mahayana. Mà cái phước mà tốt nhất mà quý vị có thể trồng được là với Đại Thừa. Bana. Okay? If you have the blessings, you believe it. You don't have the blessings, good luck. See you next lifetime. Mà quý vị có đủ phước sẽ tin làm chuyện đó. Quý vị không đủ phước, kiếp sau sẽ có cơ hội. It's okay. It's plenty of lifetimes. Mình còn luân hồi nhiều lần lắm, đừng có sợ. We remind you, từ sau ta nhắc. Gặp đại tước thì gặp đệ tử thấy. How do you see you again? I say, you don't see me, you see my disciples. Yes? Don't know. Oh, of course, you go to the bathroom. There's a break, you know, 20-minute break between sits. Hồi đó có đi vào tắm không? 90 ngày, đương nhiên đi cầu tiêu chứ. Nhưng đều, tại vì mỗi lần ngồi tiếng là đứng dậy đi 20 phút. Okay. Đi theo đường sư phụ mình. Sư phụ cô này đi theo con đường sư phụ mình. Xả thân vì đạo. Tuyệt vời như vậy. Sao ổng thương được con? Nó bước chước như cha nó vậy. Nó giỏi đồ như vậy. Cha nó chết cho sao? Cha nó cực khổ, dày vò thân. Nó đi theo con đường luôn. Sư phụ bà. She asked, you know, now she's in a wheelchair. Okay? So what happened? I said, that's why my master adores her. Because she walking, treading the same path as her teacher. She used the body to serve the Dharma. Xả thân vì đạo, sacrificing her body to serve the Dharma. Just like her teacher. Như sư phụ mình vậy. Tuyệt vời, isn't it wonderful? That. Xiến, hẳn trữ. Con người đó, mấy con người đó là you know, these kind of people, you know, if they're not enlightened in this lifetime, in the future, we help her become enlightened. Kiếp này mày chưa giác ngộ đó, kiếp sau ta giúp tụi bay giác ngộ. Công lao lớn quá đó. Too big of a contribution. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? It's wonderful, you know, you see these stories of these extraordinary beings. That's what really makes the process interesting. Đối với thầy đó, gặp nghe những cái chuyện mà những cái người phi thường thầy phục dễ sợ. You know, we have my master is surrounded by extraordinary people. Ngài Thiên Hóa, đệ tử Ngài Thiên Hóa công nhận là phi thường giỏi quá đi. Extraordinary people. Okay. So what does it mean? Nghĩa là sao? We have to be better. Chúng ta phải giỏi hơn nhé. Right? Look, you hear that story, you know, the Chinese say, nghe chuyện như vậy, the Chinese says, if you see a bad person, you look at yourself. Something like that, right? Something like that.
yeah, something like that. Okay. Thì thì người Tàu có cái câu nói họ như thế. Thì chuyện cổ đâu phải chuyện mình, nó kể cổ chứ. Mình có liên quan tới mình, nó kể họ. Con là quan ngân, con tới, con hỏi người ta, còn thầy không có nói chuyện người ta. Không phải chuyện của thầy. Chưa đủ hoa hầu để làm tổ. Tổ khó lắm. Đương nhiên có rồi. Rồi giống thầy thật với thầy tôi sư cô đó, thầy cũng là giỏi, cũng nổi tiếng ở trong trong dòng ta của ngài, là có lên là giọt là làm Bồ Tát hoặc là làm chắc làm tổ là mà không có ai. Đương nhiên giỏi rồi. So she says, all these great disciples of his, I'm sure they have some important roles and attainments. I said, of course they are. And he says, what? Is a bodhisattva arhat? None of my business. If they are arhat, good for them. Bodhisattva, good for them. None of my business. Why should I comment on their business? I'm not a hung. They phải hung, phải nói chuyện hung làm cái gì? Kể họ chứ. Mình nói chuyện mình, họ nói chuyện họ chứ. They do their thing, we do our things. So, what is the point I was trying to make? I forgot already. Quên nói gì mà quên rồi. Huh? Oh, the same. I see someone listens. Someone listening. Even though she's in pain, mình chỉ nó đau mà nghe như thường. The same Chinese, người Tàu có cái câu nói là thấy người ta dở, người ta mà sai á, thì mình tự xét. When you see someone who's wrong, you look at yourself. Okay? Am I as wrong? Am I like that? Thấy người ta sai, mình tự hỏi mình có giống người ta là không? Mình có sai giống người ta là không? Okay? And when you see someone better than you, thấy người ta giỏi, you ask yourself, you tell yourself to be as good as they are. Thì mình phải tự thúc mình là mình nên phải giỏi như người ta. That's Chinese. Okay? What is the American saying now? Khi người Tàu, người Mỹ nói sao? Would you like to know American saying? Time is up. You know, it's 2.5 hours already. Aren't your legs hurting? Gần 2 tiếng rưỡi, chân không đau hả? What's the matter with you? Huh? Look at him. I mean, look at that. He's, you know, he's in samadhi already. Ông thầy da trắng này, ông nhập định rồi. Người Mỹ nói sao? What is the American saying? Huh? The equivalent? Yes. Judge not, lest you be judged. No! No, it's too worldly. If you see evil, none your business. Nếu mà thấy người Mỹ là sao? Mình xứ mình phải hơn, mình phải có cái tông chỉ mình chứ đâu phải theo tụi tao được. We are American, we're not Chinese, okay? Let's get this straight. We're not Hong Kong, we're not Chinese, we're not Vietnamese. Well, maybe Vietnamese. Mình phải người Việt Nam, mình phải người Tàu, mình phải người Mỹ. Don't forget your real roots, your real nature. Mình thấy người ta ác á, thì nhắm mắt lại, không phải chuyện của mình. Cha mình là người Trung Quốc, mình là người Việt Nam, và con mình là người Mỹ. Her family is all confused. Her father is Chinese, okay? She's Vietnamese, okay? Born Vietnam.
and her son is American. So it's total confusion, total chaos in the family. Gia đình có những lủng củng dễ sợ. I agree. Thầy đồng ý. So when you see evil, none of your business. Close your eyes. Nhắm mắt lại, không phải chuyện của mình. Okay? When you see a good person, thấy người giỏi, what do? I will beat you. Thấy người ta giỏi, tôi sẽ vượt ông. That's American. Yeah, hey man. Tại sao nhắm mắt lại? Why do I tell you to close your eyes and it's none of your business? Yes. Don't look at people's fault. Đừng có nhìn lỗi người ta. None of your business. Don't. It's so, oh, look at that evil person. Oh my God. You know. And you keep your mind keeps going, especially chiêu chào people. Những người chiêu chào, những người tiêu dụng, thấy người ta dở một cái, nó tệ thì sợ thấy rõ ràng mẹ nó cũng như vậy, em nó cũng như vậy, ngày hôm qua tôi thấy anh nó cũng làm như vậy luôn nữa. Yeah, the chiêu chào people, they see a bad person, oh my God, yes, clearly she's just the same like her mother. And yesterday I saw how her brother behaved, can you imagine? The whole family is like that. Some people. I heard that you were chiu chow last night. Yeah, I chiu chow. Me chiu chow. Me chiu chow. Me chiu chow. I'm guilty. You agree? I mean, we're American. We got to be better than Chinese. So, you know, settle with Chinese stuff. Come on. Mình phải hơn người Tàu nhá. Okay, all right. Master Chenche just exited somebody, so we can end right here. Này, thì hiện giới đã xác định rồi, mình có thể ngừng lại ở đây. Good night, everyone. Thank you. Stop raining, so drive back home safely. Lái xe về nhà cẩn thận. Thank you for coming.